Quang Huy và Kim Thảo xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, số phát sóng vào ngày 27 tháng 4 năm 2021. Kính thưa quý vị, tháng 5 sẽ là thời điểm mà có nhiều hoạt động gắn với công nhân, người lao động nhằm kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động ngày 1 tháng 5 và 75 năm Ngày Quốc tế Lao động được tổ chức ở nước ta sau khi đất nước giành độc lập. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã khai mạc các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 13 năm 2021. Và truyền hình Công nhân Công đoàn sẽ dành thời lượng phần đầu chương trình ngày hôm nay để truyền tải đến cho tất cả quý vị không khí lễ khai mạc và các hoạt động đầu tiên của Tháng Công nhân trong chuyên mục Theo dòng sự kiện. Sáng ngày 25 tháng 4, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 13 năm 2021 với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển. Đây là đợt hoạt động cao điểm của các cấp công đoàn thành phố nhằm thực hiện công tác chăm lo cho đội ngũ công nhân viên chức người lao động. Xin chào quý vị khán giả, hiện tại thì Minh Phương đang có mặt tại câu lạc bộ Hồ Xuân Hương, quận 3. Quý vị có thể cảm nhận được không khí ở nơi đây đang rất náo nhiệt và rộn ràng đúng không ạ? Và dễ dàng chúng ta nhận ra một màu áo xanh có mặt ở khắp mọi nơi. Và màu áo xanh đó chính là màu áo của Công đoàn Việt Nam. Và chỉ ít phút nữa thôi thì buổi lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 13 năm 2021 sẽ được diễn ra để chào mừng 135 năm kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5. Qua 12 lần tổ chức, hoạt động Tháng Công nhân đã không ngừng được đầu tư, đổi mới, bổ sung, nâng chất qua từng năm với nhiều nội dung ngày càng phong phú, đa dạng và thiết thực. Tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã phát biểu kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 và khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 13 năm 2021. Để thực hiện tốt công tác chăm lo cho công nhân viên chức người lao động, các công đoàn thành phố tiếp tục thực hiện chương trình Mái ấm công đoàn, trái tim nghĩa tình, phúc lợi đoàn viên theo phương châm chăm lo trực tiếp tại cơ sở, đồng thời vận động thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển và thực hiện nhiệm vụ kinh tế của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tại lễ khai mạc, Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng 84 phần quà nhằm chia sẻ với đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng các nội dung hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 13 thành phố phát động. Liên đoàn Lao động quận 3 đã triển khai và đăng ký công trình 20 bếp ấm công đoàn và trao tặng 12 bếp ấm cho đoàn viên khó khăn. Tiếp tục thực hiện ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên với 5 doanh nghiệp, chọn đồng hành cùng doanh nghiệp làm hoạt động trọng tâm. Liên đoàn Lao động quận 3 tập trung trên 90% là công nhân viên chức lao động tại cái khối doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động quận sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp trong việc tổ chức những các hoạt động làm sao đem đến được cái lợi ích cho người lao động cũng như là giúp cho các doanh nghiệp tương tác và giới thiệu được cái thương hiệu của mình trong cái thời buổi hiện nay. Ngay sau lễ khai mạc, hơn 1.000 đoàn viên người lao động được tham gia phần hội thao giờ thứ 9, hội thi tìm hiểu luật bầu cử bằng hình thức rung chuông vàng, tư vấn sức khỏe và mua sắm tại các gian hàng doanh nghiệp cùng đồng hành vì phúc lợi đoàn viên theo nội dung ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên giữa các đơn vị và Liên đoàn Lao động quận 3. Thưa quý vị, trong khuôn khổ của buổi lễ khai mạc thì chúng ta còn nhận ra rất nhiều hoạt động thiết thực đang được diễn ra và Minh Phương đang có mặt tại một gian hàng viết chữ thư pháp. Có vẻ như nơi đây đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các anh chị em công nhân. Không biết là chị đã có được một cái chữ gì cho mình rồi nào ạ? Mình đang có một cái chữ đó là xuyên tâm vững chí, khởi nguồn thành công. Ồ, đúng với cái tinh thần của người lao động đúng không ạ? Luôn luôn vững tâm với cái công việc của mình đã lựa chọn đúng không ạ? Thế thì ngày hôm nay chị đến với buổi lễ khai mạc Tháng Công nhân, cảm xúc của chị như thế nào ạ? Rất là vui luôn á. Ở đây rất là nhiều các hoạt động, rất là nhiều các sản phẩm để mà cho mình được tham gia, được mua nè. Và rất là vui luôn. Mình cảm thấy rằng là đây là một cái tháng dành riêng cho những người lao động. Mình cảm thấy giống như là một sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng lao động. Mình cảm thấy là mình rất là hạnh phúc luôn á. Thưa quý vị khán giả, bên cạnh buổi lễ khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 13 năm 2021 được diễn ra tại câu lạc bộ Hồ Xuân Hương, quận 3, đồng loạt đã có rất nhiều buổi lễ khai mạc được diễn ra tại các quận huyện, các tổ chức công đoàn ngành khối. Và song song đó chính là các hoạt động cụ thể và thiết thực nhằm nâng cao tinh thần cũng như lợi ích cho các đoàn viên người lao động.